Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Just Media Network. Và anh Nam Quang cũng gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và Nhật Linh xin gửi lời xin lỗi của nhạc sĩ Lê Tín là anh có việc bận đột xuất, cho nên hôm nay nhạc sĩ đã không có mặt trong những câu chuyện đời của chúng ta. Đêm nào cùng anh trên phố đông. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý đồng hương, quý thân hữu gần xa chương trình giới thiệu tác giả và tác phẩm. Chương trình này sẽ ra mắt tiểu thuyết Đầu Tai Giọt Sầu Mùa Thu và nhiều nhạc phẩm đa dạng hoàn toàn mới mẻ của tác giả lần đầu tiên xuất hiện trên nền âm nhạc Việt Nam cũng giống như tại hải ngoại. Tất cả được thể hiện qua những giọng hát đã được quý vị yêu mến bấy lâu nay: Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Mai Thanh Sơn, Nhật Lâm, Việt Khang, Bảo Vi, Ngọc Anh Vi, ban nhạc Lung Tung Sèn. Chương trình sẽ được long trọng diễn ra một đêm duy nhất thứ bảy ngày 2 tháng 7 năm 2022 trong hí viện sang trọng Rose Center tọa lạc tại 14140 All American Way, Westminster, California 92683, đối diện với City Hall và nằm bên cạnh công viên tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Vé hiện đang có bán tại VHL and Beauty, địa chỉ 9517 Bosa Avenue, Suite A, Westminster, California. Số điện thoại 714-718-9688, 714-316-9900, 714-718-9688, 714-316-9900. Ngày 2 tháng 7, 2022, chúng tôi sẽ mở cửa đón khách lúc 5 giờ chiều, chụp hình lưu niệm, tâm tình với tác giả và các ca sĩ trong không gian rộng rãi ngay tại đại sảnh của Hí viện Rose Center. Chúng tôi Đặng Minh Ti, Mã Tiểu Linh, Dương Quốc Quy đồng tổ chức, trân trọng kính mời. Thưa với lại tất cả quý vị, không còn bao lâu nữa thì cái vụ việc của Thiền Am, năm chú tiểu sẽ được tòa án của tỉnh Long An đưa ra xét xử. Và hôm nay đây Nhật Linh cũng sẽ nói với cái chủ đề của Thiền Am. Bởi vì mới đây nhất Thiền Am, Nhật Linh đã đọc được một cái bài viết của giáo sư y khoa Nguyễn Văn Tuấn. Ông là một người Úc gốc Việt và hiện nay ông đã là viện sĩ của Viện Hàn Lâm Y Khoa của Úc. Trước tiên để nói là lý do tại sao mà Nhật Linh lại giới thiệu bài viết của giáo sư y khoa Nguyễn Văn Tuấn, một Việt kiều Úc, thì Nhật Linh chỉ nói vài dòng về tiểu sử của giáo sư để cho quý vị có thêm độ tin cậy về cái sự nhận xét, đánh giá về cái bài viết mà ông nói về Thiền Am mà Nhật Linh sẽ gửi đến quý vị ngay bây giờ. Giáo sư y khoa Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1974 tại Kiên Giang. Ông vượt biên rời Việt Nam bằng thuyền và đến Úc năm 1982. Khi mà vừa đến Úc thì ông làm công việc là phụ bếp, thưa quý vị. Và dần dần, ông vừa làm vừa học. Có một thời gian, ông lại làm phụ tá cho các phòng thí nghiệm sinh học ở Úc. Và ông đã học rất là xuất sắc, trở thành nhà khoa học gốc Việt đầu tiên và cũng là một người Úc gốc Việt đầu tiên trở thành viện sĩ Viện Hàn Lâm Y học của nước Úc. Thưa quý vị, trong gần 30 năm sự nghiệp, giáo sư Tuấn đã có nhiều đóng góp to lớn cho chuyên ngành, gồm đánh giá, chẩn đoán, di truyền loãng xương và nghiên cứu các yếu tố dẫn đến loãng xương. Tại Việt Nam, giáo sư Tuấn là một trong những người sáng lập nên Hội Loãng Xương của Sài Gòn vào năm 2005 và là cố vấn khoa học cho đến hôm nay. Bên cạnh đó, ông còn gắn bó với trường đại học, một trường đại học ở Sài Gòn, trong việc là cố vấn cấp cao về nghiên cứu khoa học và giám đốc labo nghiên cứu cơ và xương. Một vài cái nét mà Nhật Linh giới thiệu về giáo sư Tuấn.
Nhật Linh nói thêm là tính đến nay, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đã in 10 đầu sách về y khoa tại Việt Nam. Và ông cũng đã có trên 15 công trình nghiên cứu trong lĩnh vực y khoa được đăng trên các tạp san quốc tế. Nhật Linh phải giới thiệu như vậy để cho quý vị có thêm cái độ tin cậy là một nhà khoa học, một người dù xa đất nước Việt Nam từ năm 1981 bằng con đường vượt biên, thế nhưng ông vẫn đau đáu về đất nước và muốn góp sức mình để nâng cái ngành y của Việt Nam mỗi ngày một phát triển, để bảo vệ, giữ gìn sức khỏe cho đồng bào Việt Nam của chúng ta. Thì trước cái việc của Thiền Am, thì giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cũng dành một sự quan tâm đặc biệt. Ông đã chịu khó tìm hiểu về tiểu sử của ông Lê Tùng Vân, về tiểu sử của ba ông Lê Tùng Vân, về thân thế sự nghiệp của gia đình ông ta, và cái sự ra đời của Thiền Am như thế nào, con đường đi của Thiền Am ra làm sao, và cái nỗi oan khiên của Thiền Am đến bây giờ. Thì giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đã đưa ra 20 câu hỏi, và ông trả lời 20 câu hỏi này trong một bài viết mới nhất của ông. Và Nhật Linh hôm nay xin mạn phép giáo sư Tuấn sẽ đọc cho quý vị nghe. Nhằm, Nhật Linh hy vọng rằng cơ quan chức năng của tỉnh Long An và huyện Đức Hòa nên lắng nghe những người trí thức và những người Việt kiều ở hải ngoại, người ta nhìn về đất nước mình, nhìn về những cái việc làm, những cái hành xử của công an Việt Nam, để mà nói lên một cái tình cảm đối với quê hương đất nước. Thì Nhật Linh hy vọng rằng không còn bao lâu nữa cái vụ án của Thiền Am sẽ được đưa ra tòa xét xử. Thì cái bài viết về 20 câu hỏi của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn như là một cái gợi ý, như là một cái ý kiến của một trí thức, một Việt kiều ở nước ngoài, sẽ đánh động đến chính quyền cũng như là công an, viện kiểm sát của tỉnh Long An, để mà có một cái sự đánh giá thấu đáo, nhìn nhận tất cả mọi điều, để có một cái phiên tòa xét xử vụ án của Thiền Am, làm sao để cho mọi người dân tâm phục khẩu phục, và lấy đó làm gương cho những cái người công dân của Việt Nam phải sống theo hiến pháp và pháp luật. Thưa quý vị, bây giờ Nhật Linh sẽ bắt đầu những câu hỏi và trả lời về Thiền Am của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn. Mở đầu cái bài viết này thì giáo sư viết: tôi theo dõi sự việc liên quan đến Thiền Am bên bờ vũ trụ, mà trong bài viết này sẽ gọi tắt là Thiền Am, hơn một năm nay. Rất nhiều thông tin được tung lên trên mạng, một số có lẽ là cố ý gây ra tình trạng nhiễu thông tin và dẫn đến những cảm nhận và phản ứng sai quấy. Dưới đây, tôi đặt ra những câu hỏi và tìm thông tin để mình hiểu hơn, và tôi trình bày dưới dạng vấn đáp để dễ theo dõi. Do đó, những cái nốt sau này là để cho tôi, và sau là chia sẻ cùng các bạn nào quan tâm và muốn biết sự việc thực hư như thế nào. Thưa quý vị, câu hỏi thứ nhất, lịch sử ra đời của Thiền Am như thế nào? Chữ lịch sử này là trong ngoặc kép. Năm 1990, ông Lê Tùng Vân từ An Giang dời lên Bình Chánh, Sài Gòn để sống. Ông thành lập trung tâm dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức. Ở đây, ông và vài người nữa nhận nuôi dưỡng cho 10 người. Từ năm 2006 đến năm 2010, Thánh Đức có tên là Trại Cô Nhi Thánh Đức, được mở rộng và nuôi dạy rất nhiều trẻ em và phụ nữ cơ nhỡ, mang thai ngoài ý muốn,
với tổng số gần 50 người. Tuy nhiên, đến cuối năm 2010, nhà cầm quyền huyện Bình Chánh bắt buộc đóng cửa trung tâm Thánh Đức. Ngày 25 tháng 7 năm 2012, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn ở trung tâm, làm tiêu hủy tất cả hồ sơ giấy tờ của trẻ em trong trại. Công an thì cho rằng vụ hỏa hoạn là do đốt nhang và chập điện. Nhưng những người trong Thánh Đức thì không đồng ý với kết luận đó. Nguyên nhân cháy vẫn là một dấu hỏi lớn và không loại trừ có người cố tình đốt Thánh Đức. Năm 2014, một thành viên của Thiền Am là Lê Thanh Huyền Trân, trong trang phục áo nâu và mũ ni, đi thi chương trình The Voice và được trao giải Á quân. Thời gian 2015-2016, trung tâm bị cưỡng chế do tranh chấp đất đai dẫn đến những người về ấp 4 xã Phạm Văn Hai nuôi cá sinh sống. Năm 2017, hai thành viên khác là Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Nhị Nguyên vẫn trong trang phục áo nâu đi thi tuyệt đỉnh song ca và được khen vang dội. Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên sau đó rút khỏi cuộc thi vì lý do sức khỏe. Bề nổi là như vậy, Nhật Linh xin ghi chú thêm cái chỗ này. Trong cái cuộc thi của Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên tuyệt đỉnh song ca thì thưa với lại quý vị, khi mà hai người này mặc quần áo nâu sòng và cạo đầu trọc đi lên hát bolero mà giọng thì tuyệt vời, quá ngọt ngào, quá tình tứ, có thể nói là nổi bật và gây choáng váng cho ban giám khảo cũng như là người thưởng thức, thì người ta đưa lên mạng và mọi bình luận đổ xô vào. Thưa với quý vị, ở Thiền Am người ta mặc, Linh nói là mặc áo nâu sòng, chứ cái đó không phải là áo của nhà tu. Cái quần áo đó chỉ là quần áo mặc thường ngày của nhà tu, chứ không phải là mặc áo dài của nhà tu. Mà ngoài cái bộ đồ này là cái bộ đồ ở phía trong, mà khi cái người nhà tu họ đi lên lễ Phật, họ tụng kinh thì họ khoác một cái áo dài bên ngoài nữa và đi ra đường họ cũng mặc như vậy. Còn ở Thiền Am người ta chỉ chọn cái bộ áo nâu sòng này là cái bộ áo mặc để sinh hoạt ở trong nhà mà thôi, thưa quý vị. Thì khi hai cái người này họ đi thi, họ mặc áo nâu sòng và đầu trọc thì mà hát thì lại quá hay, cho nên là dư luận người ta xôn xao, truyền thông xôn xao, báo chí đưa tin ầm ào. Thế là những người trong Phật giáo người ta lên tiếng và người ta cho rằng đây là sư giả, đây không phải là nhà sư, thế này thế nọ. Và cuối cùng Hoàng Nguyên với Nhất Nguyên phải làm đơn gửi cho ban tổ chức xin rút khỏi cuộc thi với lý do sức khỏe. Là như vậy đó quý vị. Nhật Linh xin đọc tiếp. Năm 2018, bà Cao Thị Cúc ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An mua một mảnh đất rộng khoảng 2.000 m² làm điểm tu tại gia. Miếng đất này trước đó là một ngôi chùa, sau này Thiền Am đập bỏ và xây dựng lại trên khuôn viên cái chùa trước đây. Tháng 4 năm 2018, ông Nguyễn Hoàng Khải, trưởng công an xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, bị kỷ luật với hình thức khiển trách sau khi đòi 300 triệu đồng để làm chứng minh nhân dân cho ba cá nhân sống tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc. Ở đây Nhật Linh xin nói thêm về cái khoản mà giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đưa ra là ông Nguyễn Hoàng Khải, trưởng công an xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, bị kỷ luật. Thì xin thưa với lại quý vị, câu chuyện là như thế này. Vào tháng 4 năm 2018, thì sau khi mà người Việt ở khắp nơi trên thế giới mà qua truyền thông, qua YouTube, người ta biết được là cô Huyền Trân, Lê Thanh Huyền Trân
là được giải Á quân trong cái cuộc thi giọng hát Việt nhí. Và cái đôi song ca Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên trong cuộc thi tuyệt đỉnh song ca ở đài truyền hình Long An. Thì một tổ chức từ thiện ở nước Úc mới mời ba cái người này nè, là cô Lê Thanh Huyền Trân và Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên đi sang Úc biểu diễn cho một số chùa và một số trường để phục vụ cho Phật tử và sinh viên Việt Nam ở bên Úc. Thì cái tổ chức từ thiện này họ gửi lời mời và họ được biết là sau khi mà nhận được lời mời thì ở Thiền Am mới đưa ba cái người này đến xã để mà xin làm chứng minh nhân dân. Thì từ khi có chứng minh nhân dân thì mới làm được passport, thì có passport thì mới xin đi xuất cảnh được, phải không quý vị? Nhưng mà thật là đau lòng. Cả ba người này ở tuổi 18 đôi mươi rồi mà vẫn chưa có chứng minh nhân dân. Trong khi đó luật của Việt Nam quy định là công dân từ 15 tuổi trở lên là có quyền làm chứng minh nhân dân. Thì khi ba người này lên trên xã để mà xin đơn làm chứng minh nhân dân thì người ta nói rằng hồ sơ không có đầy đủ để làm. Bởi vì sao thưa quý vị? Tại vì ba người này là con mồ côi, giấy tờ lúc bấy giờ nó không có rõ ràng. Cho nên là nếu mà muốn làm chứng minh nhân dân thì phải có những cái tờ khai, tờ trình, rồi có những nhân chứng theo cái thủ tục của luật quy định. Thì xã người ta trả lời là chưa có thể làm được. Thì ba cái người này mới báo lại cho cái tổ chức từ thiện ở bên Úc biết. Và cái tổ chức này họ mới cử một đại diện đi về Việt Nam để làm việc trực tiếp với xã Hòa Khánh Tây ở Đức Hòa, Long An. Thì khi mà cái người đại diện ở bên Úc, người ta về, người ta lên xã, người ta gặp ông Khải, trưởng công an xã, họ nói cái mong muốn của họ là giúp cho ba người trong Thiền Am làm chứng minh nhân dân và sau đó họ sẽ làm hồ sơ để mà xin cho ba người này được xuất cảnh sang Úc để biểu diễn văn nghệ. Thì ở xã người ta cũng trả lời cho cái người đại diện ở nước Úc là không có thể làm được. Bởi vì hồ sơ là rắc rối thế này thế nọ thế kia. Họ dẫn chứng ra những cái điều rắc rối. Thì lúc đó cái người đại diện ở bên Úc, người ta nói thế nào thì cái ông Khải, trưởng công an này, cũng chỉ nói rắc rối chứ còn không có đưa chọn một cái giải pháp nào để giải quyết cho ba người này được chứng minh nhân dân. Mà quý vị thấy đó, về nguyên tắc, mỗi một công dân từ 15 tuổi trở lên thì phải được làm chứng minh nhân dân. Mà người ta vì lý do con mồ côi, người ta chưa thể làm được, thì xã phải giúp người ta để làm. Nhưng mà trưởng công an xã là nói khó khăn thôi, không có đưa ra một cái đường hướng để mà tốt nhất để thực hiện cái việc làm chứng minh nhân dân cho ba người này. Thì sau khi thuyết phục không được thì cái người đại diện của tổ chức từ thiện nước Úc họ đi về lại khách sạn. Và khi họ về khách sạn thì họ vẫn hôm sau và họ vẫn gọi phone tới cho ông Khải, trưởng công an xã, và họ trình bày hết tình hết ý luôn, là họ mong muốn là xã là vận dụng cái điều luật như thế nào đó, bằng mọi cách người ta phải được quyền công dân, được công nhận chính danh là bằng cái chứng minh nhân dân. Thì lúc bấy giờ ông Khải, trưởng công an xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An mới nói rằng muốn làm chứng minh nhân dân cho Huyền Trân, Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên thì phải bỏ ra 300 triệu đồng. Có nghĩa là một cái chứng minh nhân dân là 100 triệu đồng tiền Việt Nam, thưa quý vị. Thì cái vì chúng ta đang sống ở Úc, ở Mỹ thì không bao giờ có cái chuyện này xảy ra, phải không quý vị? Cho nên cái người mà đại diện của cái tổ chức từ thiện nước Úc họ quá choáng
khi mà họ nghe chính miệng của ông trưởng công an xã vòi 300 triệu để làm ba cái chứng minh nhân dân, thì cái người đại diện nước Úc họ ghi âm lại toàn bộ cái cuộc trao đổi này, và sau đó họ làm tờ trình gửi cho cơ quan chức năng của tỉnh Long An. Thưa quý vị, chính vì vậy mà từ tháng 4, câu chuyện xảy ra từ tháng 4 năm 2018 đến ngày 23 tháng 10 năm 2018, thì Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa sau khi nhận được cái ghi âm đó đã điều tra là đúng, thì mới ra văn bản kỷ luật trưởng công an xã Hòa Khánh Tây. Thì qua cái vụ việc này để thấy rằng cái cơ hội của Huyền Trân, Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên được tỏa sáng trong cộng đồng Việt Nam ở Úc. Và biết đâu, nếu mà họ được đi Úc, thì cái chuyện mà đi Mỹ và đi châu Âu theo lời mời của Việt Kiều ở các nước trên thế giới, đó là cái chuyện mà có thể xảy ra rất là đương nhiên, phải không quý vị? Vì phải nói rằng Thiền Am đã đào tạo những giọng hát ở đây quá tuyệt vời. Và họ hát, cái giọng của họ nó hiền lành như chính cái tâm của họ vậy. Và ông Khải, trưởng công an xã Hòa Khánh Tây, đã tước đi cái cơ hội quý giá mà để được tỏa sáng ở nước Úc của ba giọng hát này. Và biết đâu, khi họ được đi qua Úc biểu diễn, thì cái cơ hội đổi đời cho ba người này và cho cả Thiền Am, cái điều đó cũng có thể xảy ra lắm. Và rất có thể như vậy. Đó là câu chuyện về tháng 4 năm 2018, 300 triệu đồng cho ba cái chứng minh nhân dân. Chúng ta đang nói đến cái lịch sử ra đời của Thiền Am. Năm 2019, bà Cúc cho ông Lê Tùng Vân tu sửa khu đất và thành lập Tịnh Thất Bồng Lai, vẫn nuôi trẻ mồ côi và tu tại gia. Năm 2019 và năm 2020, lại có thêm thành viên nhỏ từ Thiền Am được trao giải cao nhất trong chương trình Thách Thức Danh Hài. Ông Thích Nhật Từ đã trao bằng khen cho nhóm năm chú tiểu. Và đây là tấm hình mà ông Thích Nhật Từ đã trao cái bằng khen thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam gì đó, và đã trao cái bằng khen cho ông Lê Tùng Vân và năm chú tiểu của Thiền Am. Thưa quý vị, để quý vị thấy là đã có một thời ông Thích Nhật Từ muốn ghé vào, muốn ké vào, muốn tựa vào cái hào quang của Thiền Am nha quý vị. Năm 2019, cô Võ Thị Diễm My, 22 tuổi, là con gái của một gia đình giàu có, quen với Lê Thanh Huyền Trân trong đại học và đi xin tu ở Thiền Am. Tuy nhiên, Diễm My quy y ở một chùa khác. Và sau đó, ba má của cô Diễm My đã dẫn 50 tên du côn đến Thiền Am vây bắt Diễm My về nhà. Nhưng Diễm My không có mặt ở Thiền Am. Đám người du côn hung hãn đập phá tài sản của Thiền Am và gây thương tích lên đến 13% cho một thành viên trong Thiền Am. Đó là Nhị Nguyên. Thủ phạm tên Hòa là nữ, tên Hóa là nữ, gây thương tích chỉ bị phạt 7 triệu đồng. Tháng 1 năm 2020, tỉnh thất này đổi tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Tháng 7 năm 2020, các cá nhân trong Thiền Am bị cưỡng bức đưa đi cách ly vì có tiếp xúc với nhân vật nghi nhiễm COVID-19 tên là Đinh Thanh Hải. Trích xuất dữ liệu camera ở Thiền Am cho thấy không hề có nhân vật tên Hải nào ghé thăm. Và Long An
cũng không ghi nhận ca FO nào tên là Đinh Thanh Hải. Trong thời gian cách ly, họ bị lấy máu, lấy mẫu máu nhưng không rõ là sử dụng cho xét nghiệm nào. Ngày 24 tháng 11 năm 2021, ông Trần Ngọc Thảo, tức là ông Thích Nhật Từ, một quan chức cao cấp thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã đệ đơn tố cáo rằng ông Lê Tùng Vân và Lê Thanh Hoàng Nguyên đã có lời nói xúc phạm cá nhân ông Thảo, làm nhiều video bán bổ Đức Phật và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ngày 24 tháng 10 năm 2021, trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, một thanh niên tên là Lê Thanh Minh Tùng tự nhận rằng anh ta là con ruột của ông Lê Tùng Vân, nhưng ông Lê Tùng Vân bác bỏ cáo buộc đó và đề nghị anh ta đi thử DNA với ông Lê Tùng Vân. Xuyên suốt từ năm 2019 đến 2022, Thiền Am và những thành viên bị xăm soi từng lời nói và cử chỉ với hàm ý tiêu cực. Có khá nhiều YouTuber và báo chí nhà nước liên tục phát tán những thông tin cáo buộc rằng những người trong Thiền Am là giả sư, là giả danh Phật giáo, là các trẻ em trong Thiền Am được dùng làm lá chắn, là lừa đảo, là trục lợi, là loạn luân, v.v. Có người còn tung lên mạng một báo cáo giám định DNA về mối quan hệ giữa các thành viên trong Thiền Am và báo chí nhà nước đăng tin này, nhưng hóa ra đây lại là tài liệu giả tạo. Cuối năm 2021 và đầu năm 2022, hàng trăm công an Long An xâm nhập và phong tỏa Thiền Am, cúp điện, cúp wifi, phong tỏa tài sản, tiền bạc mà không để lại một giấy tờ nào, làm biên nhận, biên bản, chó nghiệp vụ lục xét khắp Thiền Am. Tháng 7, ngày 7 tháng Giêng năm 2022, công an huyện Đức Hòa khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can: Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, Lê Thanh Trùng Dương, sinh năm 1995, và Lê Thanh Hoàng Nguyên, sinh năm 1990. Ông Lê Tùng Vân được tại ngoại. Sau đó ngày 12 tháng 5, họ bắt giam bà Cao Thị Cúc. Họ bị khởi tố vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cho đến nay, họ vẫn bị giam cầm trong tù. Đáng chú ý là trong quá trình điều tra, theo đơn khiếu nại của các luật sư của Thiền Am, công an huyện Đức Hòa đã cưỡng chế một thành viên của Thiền Am tên là Bùi Ngọc Trâm, có tên gọi khác là Trương Ngọc Xuân, đi khám phụ khoa tại Bệnh viện Xuyên Á thuộc huyện Đức Hòa. Cô Bùi Ngọc Trâm không có liên quan gì đến vụ án. Ngày 2 tháng 6 năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an Long An ra kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố các bị can tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngày 8 tháng 6 năm 2022, Viện Kiểm sát Long An ra quyết định truy tố trước Tòa án huyện Đức Hòa các bị can Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và Cao Thị Cúc. Và bây giờ tiếp theo là Lê Thanh Nhị Nguyên nữa quý vị. Về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đó là câu hỏi thứ nhất, lịch sử của Thiền Am. Câu hỏi thứ hai, ông Lê Tùng Vân là ai? Theo nhiều nguồn, ông Lê Tùng Vân sinh năm 1932 ở Tân Châu, An Giang. Trong một gia đình nề nếp, thân phụ của ông là Lê Văn Tất, vốn là một nhà giáo. Ông Lê Văn Tất khi làm thơ, lấy bút danh là Thần Liên, cùng là bạn thân của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Ông đậu bằng Thành Chung, tức cao đẳng tiểu học thời Pháp thuộc. Theo nhà báo Lê Đại Anh Kiệt, ông Tất theo đạo Phật, Thiền Lâm, dòng Lâm Tế Thần Liên,
cũng là pháp danh của ông. Cả đời ông dành trọn thi ca, sống khiêm cung, ẩn dật. Đó là ba của ông Lê Tùng Vân đó quý vị. Tân Châu là cái nôi của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, có thể xem như một nhánh của Phật giáo. Ông Lê Tùng Vân là người theo đạo Bửu Sơn Kỳ Hương và từng có thời gian làm tỉnh hội trưởng tỉnh hội Bửu Sơn Kỳ Hương. Ông là người ham học, có tâm tốt. Ông tốt nghiệp cử nhân năm 60 tuổi. Theo một nguồn tin khác, ông Lê Tùng Vân rất thích nhạc Trịnh Công Sơn. Ông không có vợ, không có con, nhưng ông nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi mà sau này ông cho tất cả những đứa trẻ này mang họ của ông. Câu hỏi thứ ba, Thiền Am có phải là chùa không? Không, khẳng định là như vậy. Thiền Am không phải là chùa và chưa bao giờ Thiền Am tự xưng là chùa. Thiền Am chỉ là một gia đình tu tại gia. Ở miền Tây có rất nhiều gia đình tu tại gia. Hiện nay trong Thiền Am có 35 con người sinh sống. Họ là những trẻ mồ côi tật nguyền được ông Lê Tùng Vân nuôi dưỡng. Những trẻ em mà công chúng thấy trên YouTube là những em may mắn không bị tật bẩm sinh. Nhưng trong thực tế có nhiều em khác không khỏe mạnh như chúng ta đã thấy trên YouTube. Câu hỏi thứ tư, Thiền Am có trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam không? Khẳng định là không. Thiền Am không phải là một chùa nên không thuộc sự quản lý của Tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 2015, đoàn kiểm tra liên ngành đã thông báo đây là cơ sở tu tại gia, không phải là chùa. Không có lợi dụng tôn giáo ở đây, cũng có thể xem là một gia đình tu tại gia, lấy giáo lý của Đức Phật làm nền tảng. Quý vị, Nhật Linh xin lưu ý là quý vị nhớ, năm 2015, đoàn kiểm tra liên ngành của cơ quan chức năng đã thông báo Thiền Am là một cơ sở tu tại gia nha quý vị, không phải là chùa. Không có lợi dụng tôn giáo ở đây, cũng có thể xem là một gia đình tu tại gia, lấy giáo lý Phật giáo làm nền tảng. Năm 2015 là như vậy. Lúc đó chưa ai biết Thiền Am nha quý vị. Câu hỏi thứ năm, Thiền Am sống bằng nguồn thu nhập nào? Từ thời Trung Tâm Thánh Đức đến nay, những người trong Thiền Am sống một cách tự túc. Họ không có thùng công đức. Họ không lên mạng kêu gọi xin tài trợ từ mạnh thường quân. Thời ở Thánh Đức, nguồn thu nhập chủ yếu là nuôi cá trê. Hằng ngày ông Lê Tùng Vân và người đệ tử là bà Lê Thu Vân và bà Cao Thị Cúc phải chạy xe gắn máy chở vài trăm xương cá, đầu cá. Vài trăm ký như vậy từ các chợ Sài Gòn đem về xay cho cá ăn. Sau đó, họ được sự tin yêu của công chúng, nên một số nhà mạnh thường quân đến cho tiền phụ thêm để nuôi dưỡng các trẻ. Hiện nay, nguồn thu nhập chính là YouTube của kênh Năm Chú Tiểu. Những người của Thiền Am, họ sáng tác nhạc, phối nhạc để tạo nguồn tiền sinh sống ở đây. Cũng có tiền từ mạnh thường quân, nhưng chỉ là một phần nào. Và không bao giờ có mạnh thường quân hỗ trợ suốt đời để lo cho nơi này. Quý vị, là như vậy đấy mà rất nhiều người họ chụp cái mũ là Thiền Am lười lao động ở nhà để mà chờ mạnh thường quân người ta rót tiền về để sống. Thưa quý vị, câu hỏi thứ 6, kênh Năm Chú Tiểu ra đời như thế nào? Năm 2017, hai thí sinh từ Tịnh Thất là Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, còn gọi là Sư Thầy Triệu View. Vì kênh YouTube của họ có nhiều người xem và khen, tham gia chương trình ca nhạc trên đài truyền hình Vĩnh Long và họ cũng chọn nhạc Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, vài quan chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng họ giả tu, sau đó ban tổ chức chương trình đính chánh lại. Và thông báo hai thí sinh
đã rút khỏi chương trình. Quý vị thấy không? Năm 2015 thì là công nhận thiền am tu tại gia, không có giả sư, không có lợi dụng, không có xin tiền Mạnh Thường Quân. Và năm 2017, khi mà người ta đi thi hát, người ta được nổi tiếng, bắt đầu kênh YouTube của người ta được triệu view, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại nói rằng họ giả tu. Quý vị thấy không? Có phải là ghen ăn tức ở không quý vị? Và chữ tài liền với chữ tai một vần. Nếu mà thiền am cứ lam lũ đi nuôi cá trê để sống, cứ lao động chân tay, thì đã bình yên. Cuộc đời nó là như vậy đó quý vị. Và cũng không loại trừ những người tu hành. Có thể nói, người ta nói thời này là thời mạt pháp, không có ngoa một tí nào. Vì nhà sư, nếu mà quý vị đi sâu vào trong các cái chùa chiền, quý vị sẽ thấy những cái nhà sư người ta ganh ghét, đấu đá, giành giật kinh khủng lắm quý vị. Có khi nó còn nóng bỏng hơn ngoài đời thường nữa. Bởi vì ghế thì ít, mà nhà sư thì quá nhiều. Mà vì có thể nói rằng cái sự tu hành bây giờ nó không phải là như ngày xưa, tu là giải thoát, tu là để độ lại cho chúng sinh. Mà tu có thể nói rằng bây giờ tu như là một ngành công nghiệp, hái ra tiền, không cần bỏ vốn mà không bao giờ sợ lỗ. Thưa quý vị, bây giờ có một chút tiền mua một miếng đất hay là một cái nhà biến thành một cái chùa, rồi nếu mà mình đi tu thì mình vừa làm chủ chùa, vừa làm chủ nhà, vừa làm trụ trì. Còn nếu như mình không muốn đi tu, muốn ở đời thường để mà nhặt tiền phước sương mà ăn chơi cho thỏa thích, thì thuê một, tôi phải dùng cái chữ thuê chứ không phải là mời một vị thượng tọa về trụ trì, mà là bây giờ là thuê, tại vì mỗi tháng phải trả lương. Cho nên bây giờ cái thời mạt pháp, đi tu như là một cái ngành công nghiệp, hái ra tiền, không cần bỏ vốn, không sợ lỗ. Quý vị, chính vì vậy mà người ta mới ganh ghét thiền am. Bởi vì các cái chùa mà trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ ở trong nước á, đâu có nhiều người tài năng như vậy. Bởi vì sao? Họ mãi bon chen chức tước, họ mãi làm đủ thứ cách để kiếm tiền của Phật tử, của khách thập phương đến chùa. Trong khi đó, thiền am, người ta không có vỗ ngực xưng tên là chùa, người ta không có vỗ ngực xưng tên là người ta là thầy tu hay là sư cô. Người ta chỉ tu tại gia thôi. Và người ta sống thiện lành, người ta dùng âm nhạc để làm phong phú đời sống tinh thần. Đặc biệt là âm nhạc Trịnh Công Sơn và dòng nhạc bolero, nhạc quê hương, để nuôi dạy, để hun đúc cái tình yêu quê hương, cái sự thiền ở trong tâm hồn cho những đứa trẻ, mà thiền am sẽ nuôi nấng nó thành người, thành công dân của nước Việt. Người ta miệt mài như vậy cho đến một ngày người ta được mọi người biết tiếng, thì sự ganh ghét của Giáo hội Phật giáo bắt đầu và tai họa ập đến cho thiền am. Thưa quý vị, tuy nhiên vài quan chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng họ giả tu. Sau đó ban tổ chức chương trình đính chánh và thông báo là hai thí sinh Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên đã rút khỏi chương trình. Thưa quý vị,
ngưỡng mộ tài năng của Huyền Trân, của Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, một tổ chức từ thiện ở Úc muốn bảo trợ họ sang trình diễn. Tuy nhiên, một viên công an của địa phương đòi tiền hối lộ 300 triệu đồng Việt Nam cho ba cái giấy chứng minh nhân dân. Họ không có tiền nên chuyến đi Úc không thành. Như ở phần trên mà Nhật Linh đã nói với quý vị về chi tiết của cái việc mà đi Úc không thành đó. Tháng 7 năm 2018, năm chú Tiểu, tuổi từ 3 đến 4 của tỉnh Thất, gồm có Pháp Tâm, Trí Tâm, Ngọc Tâm, Nghi Tâm và Minh Tâm, tham gia chương trình truyền hình Thách Thức Danh Hài. Họ được trao giải thưởng cao nhất của chương trình 2 lần và được xác lập kỷ lục Việt Nam, công nhận là nhóm hài nhỏ tuổi nhất. Kênh YouTube của năm chú Tiểu này đã có hơn 80 triệu view, thưa quý vị. Họ làm YouTube để kiếm tiền. Đó là một cái lao động chính đáng. Như vậy mà rất là nhiều người xấu tính, ganh ghét. Họ cố tình họ diêm, họ không có nhận ra cái sự cố gắng của Thiền Am. Mà họ vẫn nói rằng những người đàn ông, những người phụ nữ ở đây là lười biếng, không chịu lao động. Là sao quý vị? Phải lao động chân tay mới là lao động à? Thực ra, cái lao động chân tay nó cần sức khỏe. Nhưng mà cái hoạt động lao động chân tay rất là đơn giản. Nhiều người có thể làm được, chỉ cần có sức khỏe. Còn lao động trí óc không phải ai cũng làm được. Cái điều đầu tiên là phải có học. Đặc biệt là lao động nghệ thuật thì nó còn đòi hỏi cái năng khiếu bẩm sinh và sự rèn luyện. Cái sự tự học vô cùng quan trọng. Thì ở Thiền Am, mọi người người ta lao động nghệ thuật. YouTube cũng là một phần của lao động nghệ thuật, thưa quý vị. YouTube mình có thể là làm đơn thuần là truyền thông. Nhưng mà muốn truyền thông mà được quảng bá đến mọi người, thu hút mọi người, thì nó phải thông qua nghệ thuật. Nó phải có cái đôi mắt nhìn nghệ thuật. Người ta đưa truyền thông vào trái tim mỗi người thông qua cái phương pháp nghệ thuật để làm cái truyền thông nó uyển chuyển, nó nhẹ nhàng. Thưa quý vị, chưa kể cái truyền thông của Thiền Am là gì? Họ đưa những sinh hoạt đời thường của những cô cậu bé ở đây qua cái cách mà giáo dục của Thiền Am để cho những ông bố bà mẹ trẻ có thể có thêm kinh nghiệm. Và họ đưa những bài hát của họ sáng tác, những chương trình văn nghệ của họ dựng. Phải nói là quá tuyệt vời. Mà những cái chùa chiền của người Việt, Linh có thể khẳng định là rất khao khát những chương trình văn nghệ như vậy. Mà có chùa nào đã thực hiện được như vậy chưa? Cho nên cái sự ganh ghét là cái điều mà chúng ta thấy nó rõ ràng luôn. Không có cần phải giải thích. Có những cái điều, thưa quý vị, có những cái điều mà chúng ta chỉ cảm được thôi. Còn để dẫn chứng thì rất khó. Nhất là cái sự ganh ghét. Ai cũng cảm được cái điều mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà cái người đại diện là cái ông Ác Tăng Thích Nhật Từ, cái sự ganh ghét thấy rõ luôn. Nhưng mà nếu như Thích Nhật Từ nói chúng ta là dẫn chứng đi thì khó dẫn chứng, phải không quý vị? Nhưng mà cảm thì ai cũng cảm được hết. Tiếp theo câu hỏi thứ 7, sinh hoạt trong Thiền Am như thế nào? Như mô tả ở trên, Thiền Am chỉ là một gia đình tu tại gia. Họ sinh hoạt như là một gia đình bình thường.
họ học hành bình thường, nhưng có khác là họ thờ Phật và tụng kinh hàng ngày. Xem qua video của nhóm năm chú tiểu thì thấy họ sống và lao động vui vẻ, họ lễ độ và có trí tuệ tốt. Thiền Am còn tuyên bố rằng chương trình giáo dục của Thiền Am có thể giáo dục được những đứa bé lì lợm nhất, hung dữ nhất, quậy phá nhất, cứng đầu nhất, ngỗ nghịch hỗn hào nhất, bất trị nhất, để trở nên thành những đứa bé ngoan ngoãn nhất, hiền lành nhất, vâng lời nhất, có đạo đức và có giáo dục nhất. Những cái điều này Thiền Am nói chúng ta có thể tin được qua những cái YouTube trong sinh hoạt hàng ngày với các bé trong Thiền Am, phải không quý vị? Nhưng ở đời không có cái gì là tuyệt đối cả. Nó vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như một cái em học sinh ở trong lớp học, người ta gọi là học sinh cá biệt. Hay là khi mà cái người phụ nữ sinh con, mà ai cũng sinh ra những đứa con bình thường, nhưng có thể một trường hợp nào đó sinh một đứa con nó bị dị tật. Cái trường hợp đó người ta gọi là quái thai. Thì ở trong Thiền Am, cái thời gian qua chúng ta đã thấy, ngoài những con người rất là đáng yêu, đáng quý mến ở trong Thiền Am, thì có một nhân vật là tai ương, là tai họa, là một cái thể loại quái dị, quái thai của Thiền Am, đó là Lê Thanh Minh Tùng. Thưa quý vị, cái câu chuyện mà Lê Thanh Minh Tùng lên sóng với bà Nguyễn Phương Hằng, to mồm tố ông Lê Tùng Vân là cha đẻ của mình loạn luân với em gái là mẹ của Lê Thanh Minh Tùng, sinh ra cái nhân vật Lê Thanh Minh Tùng này, thưa quý vị. Nhưng mà thực chất, theo như ông Lê Tùng Vân, thì Lê Thanh Minh Tùng cũng là một đứa trẻ mồ côi mà Thiền Am đưa về. Và em gái của ông Lê Tùng Vân là cô Lê Thu Vân á, đứng tên trên giấy khai sinh là mẹ của Lê Thanh Minh Tùng. Và bất cứ đứa trẻ mồ côi nào cũng mang họ Lê của ông Lê Tùng Vân, và chính ông đặt tên. Thì Lê Thanh Minh Tùng là một trường hợp dị biệt, hư hỏng, ngổ nghịch, ngổ ngáo từ lúc bé. Và nhất là khi mà 12, 13, 14 tuổi là đã phải dính đến luật pháp rồi. Là vì đi học rồi ở bên ngoài là sinh hoạt theo những cái tiêu cực của xã hội. Và nhất là cái người mẹ nuôi đỡ đầu cho Lê Thanh Minh Tùng đã qua đời sớm. Thì cái nhân vật này để mà kiếm tiền thì sẵn sàng nhận cái tiền mua chuộc của những cái người mà muốn ám hại Thiền Am, là tố ông Lê Tùng Vân như vậy. Đến độ mà ông Lê Tùng Vân đồng ý là đi thử DNA với Lê Thanh Minh Tùng, nhưng mà cái nhân vật quái dị quái thai này đã không có đồng ý đi thử, nhưng vẫn cứ tố mồm tố ông Lê Tùng Vân là loạn luân, thưa quý vị. Và chúng ta hết sức ngạc nhiên là tại sao chính quyền lại cứ để cho cái nhân vật quái dị quái thai này cứ to mồm ra rã ở trên YouTube để kiếm tiền, mà bằng những cái lời xảo ngôn dơ bẩn, làm ô nhiễm cái môi trường sống của xã hội như vậy, thưa quý vị. Và chúng ta vẫn chờ đợi cái vụ xét xử sắp tới đây đối với Thiền Am. Thì chắc chắn nếu như mà bằng tất cả những sự nỗ lực của từng cá nhân như chúng ta, thì cái vụ việc của Thiền Am phải ra ánh sáng. Thì khi mà Thiền Am được minh oan
thì những cái kẻ mà ám hại Thiền Am chắc chắn phải chịu tội trước pháp luật, phải không thưa quý vị? Câu hỏi thứ 8, Thiền Am có mượn danh tôn giáo để trục lợi hay không? Chưa có bằng chứng nào để nói rằng những người trong Thiền Am mượn tôn giáo để trục lợi. Họ không kêu gọi từ thiện như mấy chùa trong giáo hội. Họ không có thùng công đức. Họ không có tổ chức những show nhạc để xin tiền. Như vậy, không thể nào nói họ trục lợi tôn giáo để xin tiền. Quý vị thấy không? Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn nói rõ ràng như vậy. Cái người mà trục lợi nhiều nhất thì là cái người to mồm nhất là tố cáo Thiền Am là lợi dụng tín nhiệm để lừa đảo. Đó là ai thưa quý vị? Đó là Ác Tăng Thích Nhật Từ. Có một tờ báo viết có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, lợi dụng trẻ em vận động kêu gọi từ thiện, có nhiều việc làm trái luân thường đạo lý. Nhưng đây là một lời vu cáo. Họ chưa kêu gọi từ thiện, Thiền Am chưa bao giờ đi gây quỹ như giáo hội quốc doanh. Họ chỉ tự lực cánh sinh và được các mạnh thường quân ủng hộ. Ông Thích Nhật Từ cũng đã xác định trước công chúng rằng, nghe nè ông Thích Nhật Từ, ông đã từng nói về ông Lê Tùng Vân như thế này nè, Thích Nhật Từ. Thật ra, cụ Thích Tâm Đức, cụ Thích Tâm Đức tức là ông Lê Tùng Vân đó quý vị, chưa bao giờ tự xưng mình là hòa thượng và chưa nói mình là trụ trì chùa Bồng Lai. Thực tế thì Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên không phải là người giả mạo tăng sĩ để lừa đảo bất kỳ ai như một số báo chí đã cáo buộc. Quý vị thấy chưa? Ngày xưa, Thích Nhật Từ đã từng xác định trước công chúng những lời như vậy đó quý vị. Nhật Linh đọc lại một lần nữa nè, cho quý vị nghe nè. Thật ra, cụ Thích Tâm Đức chưa bao giờ từng xưng mình là hòa thượng và chưa nói mình là trụ trì chùa Bồng Lai. Thực tế thì Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên không phải là người giả mạo tăng sĩ để lừa đảo bất kỳ ai như một số báo chí đã cáo buộc. Câu hỏi thứ 9. Những người ở Thiền Am là giả sư phải không? Trả lời, các thành viên trong Thiền Am chưa bao giờ tự xưng là sư. Ông Lê Tùng Vân cũng chưa bao giờ tự xưng là thượng tọa hay là hòa thượng. Chính ông Thích Nhật Từ cũng từng nói vào năm 2017 rằng lặp lại cái câu trả lời lúc trước đó quý vị. Thật ra cụ Thích Tâm Đức chưa bao giờ từng xưng mình là hòa thượng và chưa bao giờ nói mình là trụ trì chùa Bồng Lai. Thực tế thì Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên không phải là người giả mạo tăng sĩ để lừa đảo bất kỳ ai như một số báo chí đã cáo buộc. Câu hỏi số 8 và số 9 này thì giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đều đưa ra cái câu của ông Thích Nhật Từ để trả lời. Câu hỏi thứ 10, tại sao vài vị trong Thiền Am xưng là thầy? Trả lời, chữ thầy là một danh từ chung rất bình thường. Danh xưng thầy không phải là độc quyền của bất cứ một tôn giáo nào. Và Nhật Linh nói thêm, thưa quý vị, ngay cả cái việc mà các cái người đàn ông và những người phụ nữ giáo dục và rèn luyện cho những em bé mồ côi ở trong Thiền Am thì xưng thầy là đúng luôn. Chứ chẳng lẽ nói là chú, mặc dù là họ, mấy cô làm giấy khai sinh nhận là con đó, như Huyền Trân là nhận là con, nhưng mà mấy cô này còn trẻ quá, mấy cô không thể xưng mẹ, mấy cô ngượng mồm, nhất là mấy cô chưa từng có chồng, chưa từng có con, cho nên tự nhiên xưng mẹ với lại một đứa bé, thấy nó ngượng ngượng phải không quý vị? Người ta vẫn là con gái mà. Cho nên cái việc xưng thầy với xưng là đúng trong cái trường hợp này luôn. Và cái danh xưng thầy
nó không độc quyền cho ai cả. Bạn cũng có thể dạy kèm cho một ai đó, và cái em mà nhận cái sự kèm cặp để mà học từ bạn, cái em đó cũng sẽ gọi bạn là thầy, là cô mà. Khi thương thì trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo. Người ta đã ganh ghét, người ta muốn hạ bệ Thiền Am, bởi vì thấy bỗng nhiên mà Thiền Am nổi tiếng như cồn. Và không phải nổi tiếng trong Việt Nam mà nổi tiếng khắp thế giới. Và quá nhiều tình thương yêu. Và người ta đã biểu hiện cái tình thương đó bằng quà cáp, bằng tài chính để giúp sức cho Thiền Am, để có thể tổ chức một cái đời sống tốt hơn, có một cái nhà đàng hoàng hơn, khang trang hơn. Cho nên cái lòng người hẹp hòi, đố kỵ, ghen tị, thưa quý vị. Câu hỏi số 11. Tại sao những người trong Thiền Am mặc pháp phục tu sĩ Phật giáo? Trả lời: pháp phục thời Đức Phật có màu phấn tảo và những ô vuông tượng trưng cho những mảnh ruộng. Áo lãnh tụ là loại áo người Hoa không có tu hành, hay là mặc áo trường sam đúng nghĩa cũng không phải là pháp phục của Phật giáo chính thống. Áo của Thiền Am mặc không phải là độc quyền của tu sĩ, vì người thường vẫn có thể mặc được. Mấy người trong Thiền Am hay mặc áo hậu, trường sam, la hán, và đó không phải là giả danh. Giáo sư Lê Mạnh Thác xưa kia là thượng tọa Trí Siêu, ngày nay vẫn mặc áo hậu vàng, nhưng đâu ai nói ông là giả sư. Câu hỏi thứ 12. Ông Lê Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc, các thành viên khác trong Thiền Am đều là người mồ côi phải không? Đúng thế. Các thành viên giờ là thanh niên, thanh nữ như Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Huyền Trân, vân vân, đều là những trẻ mồ côi do ông Lê Tùng Vân nuôi dưỡng và cho đi học. Những người này sau đó chăm sóc các thành viên trẻ hơn trong Thiền Am. Câu hỏi thứ 13. Tại sao các trẻ em đang sống trong Thiền Am có cùng ba mẹ ruột? Ba người mẹ nha, chứ không phải là ba với mẹ nha quý vị. Chẳng hạn như họ nói Lê Thanh Mẫu Nghi, Lê Thanh Pháp Vương, Lê Thanh Minh Triết đều có mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên hay là Lê Thanh Huyền Trang. Trả lời: giấy khai sinh của các bé đều đứng tên các cô trong Thiền Am, vì theo quy định của pháp luật, nhận con nuôi hiện tại bắt buộc phải có giấy chứng sinh thì mới có giấy khai sinh. Mà chứng sinh thì đàn ông sao mà đứng được, nên bắt buộc nhờ các cô trong đây phải đứng tên. Ngay cả hai cô Lê Thanh Kỳ Duyên và Lê Thanh Huyền Trang cũng là trẻ mồ côi được ông Lê Tùng Vân nhận nuôi dưỡng cho đến ngày nay. Các vị như Lê Thanh Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương cũng là trẻ mồ côi do ông Lê Tùng Vân nuôi dưỡng cho đến trưởng thành. Câu hỏi thứ 14. Báo chí nhà nước viết rằng 6 người trong Thiền Am bị khởi tố tội lừa đảo, trục lợi Mạnh Thường Quân và loạn luân. Vậy sự thật như thế nào? Trả lời: sau 6 tháng điều tra, Công an Long An không tìm thấy chứng cớ Thiền Am đã lừa đảo trục lợi Mạnh Thường Quân. Hoàn toàn không có chuyện loạn luân như một số người vu cáo. Nói cách khác, Thiền Am không lừa đảo ai, không trục lợi ai và không loạn luân. Những tờ giấy về mối quan hệ huyết thống qua xét nghiệm DNA tung lên mạng là hoàn toàn giả tạo. Quý vị có thấy không? Khi người ta muốn hại là người ta có thể làm đủ thứ cách, hại đủ đường. Vừa là giả danh Mạnh Thường Quân gọi phone cho người ta đến để nhận tiền, rồi bố trí công an bắt người ta, rồi đưa lên trên mạng kết quả thử DNA, đưa giấy khai sinh,
của các bé. Họ bất chấp luật pháp. Họ bất chấp tương lai của những đứa trẻ trong thiền am. Đâu có phải người ta đứng tên như vậy là người ta sinh ra. Nếu mà căn cứ vào ngày tháng năm sinh, làm sao mà một năm mà sinh hai đứa, hai năm mà sinh ba đứa, ngoại trừ sinh đôi với sinh ba. Còn cái này ngày tháng khác nhau mà ba năm hai đứa à. Như vậy mà họ vẫn dựng lên được. Mà một khi chúng ta đã nhận con nuôi thì chúng ta phải đứng tên làm cha làm mẹ chứ quý vị. Như vậy mà họ vẫn lập lờ đánh lận con đen, họ hại thiền am đến vậy. Hy vọng là sau cái phiên tòa xử sắp tới đây, nếu mà thiền am được minh oan thì những cái kẻ ám hại thiền am phải thay vào đó đứng trước vành móng ngựa. Thưa quý vị, câu hỏi thứ 15. Vậy 6 người trong thiền am bị khởi tố về tội gì? Trả lời, họ bị khởi tố vì vi phạm điều luật 331 là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thưa quý vị, nói về điều luật 331, phải nói rằng cái điều luật này nó quá là mơ hồ. Cái điều luật này, cái phạm vi bắt người của nó là rộng mênh mang, thưa quý vị. Muốn bắt ai chỉ cần dựa vào 331, gài người ta vào. Vì đó là câu nói mà. Chỉ dựa vào câu nói thôi thì cái chuyện xảy lời là bình thường, phải không quý vị? Nhất là những lúc mà mình bị ức chế, mình bị gò ép, mình bị ám hại, cái tiếng kêu than của mình không có được luật pháp chở che, lắng nghe. Khi mà mình bị dồn nén đến chân tường thì tất nhiên mình phải xốc tới. Chứ mình đâu có thể nào mà đứng im được. Họ đã đẩy mình đến bên bờ vực. Phải xốc tới bằng mọi giá. Một là sống, hai là chết. Còn nếu đứng bên bờ vực im lặng như vậy thì chỉ có một con đường chết. Họ sẽ đẩy mình xuống vực. Phải không quý vị? Thì hy vọng rằng sắp tới đây khi mà thiền am ra trước tòa thì những cái vị thẩm phán chánh án sẽ giữ một cái lòng trong sáng, giữ nghiêm cái pháp luật để mà thấy rằng những cái lỗi sai trái trong ngôn ngữ, trong cái cách hành xử nhất thời của thiền am, nó không thuộc về bản chất của những con người này. Mà họ bị dồn nén đến đường cùng vì những cái lời ai oán, kêu than của họ không được pháp luật lắng nghe, bảo vệ. Cho nên trong một cái phút mà chới với trước cái sự ám hại cả về tinh thần lẫn sự nguy hiểm của tính mạng, nên họ có những cái phản ứng vi phạm pháp luật như vậy. Và tôi nghĩ rằng nếu như phiên tòa sắp tới đây mà các vị thẩm phán và chánh án cùng với cái sự biện minh của các luật sư đầy tâm huyết với thiền am sẽ làm cho cái vụ việc này sáng tỏ, minh oan cho thiền am, thì đây sẽ là một phiên tòa mà được mọi người Việt Nam trên khắp thế giới biết ơn và ghi nhận công lao và cái sự trong sáng, giữ nghiêm minh luật pháp của cái phiên tòa sắp tới đây xử thiền am. Hy vọng là như vậy. Câu hỏi thứ 16. Ai tố cáo họ và bằng chứng nào để nói rằng 6 người trong thiền am vi phạm luật pháp? Trả lời, theo Công an Long An, 3 người trong nhóm tố cáo thiền am là Thích Nhật Từ,
tên thật là Trần Ngọc Thảo, Thích Minh Thiện, tên thật là Trương Ngọc Toàn, và công an huyện Đức Hòa. Quý vị thấy không? Công an huyện Đức Hòa thì nếu quý vị theo dõi trên YouTube sẽ thấy là cái anh Thắng, công an xã đó, là cái điều tra viên á, là đi ăn nhậu với ông Thắng, ba cô Diễm My. Thích Nhật Từ là cái người mà rất là thân thiện với ba mẹ cô Diễm My và thân thiện với bà Nguyễn Phương Hằng. Quý vị ạ, quý vị hãy nhìn vào các cái mối quan hệ của họ để chúng ta hiểu rằng vì sao mà họ bắt tay nhau đánh hội đồng Thiền Am cho đến tận cùng như vậy. Mà đây là những con người họ xứng đáng để hưởng một cái cuộc sống êm đềm, giản dị, thanh đạm để họ làm đẹp cho đời và họ sống có ích cho đất nước. Nhưng mà quý vị, làm người tử tế ở cái thời buổi nhiễu nhương, cái xã hội nhiễu nhương, khó lắm. Thật sự, Thiền Am mới đúng là những con người tử tế khó sống lắm quý vị. Bởi vì giữa cái đám bùng nhùng, giữa cái đám nhiễu nhương như vậy, nó không cho mình được sống đàng hoàng. Nó phải bắt mình nhuộm màu như nó. Thưa quý vị, Thích Nhật Từ đệ đơn ngày 24 tháng 11 năm 2021 tố cáo rằng ông Lê Tùng Vân và Lê Thanh Hoàng Nguyên đã có lời nói xúc phạm cá nhân ông Thảo, tức là Thích Nhật Từ đó, làm nhiều video bán bổ Đức Phật và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Bán bổ Đức Phật, quý vị, như thế nào là bán bổ Đức Phật? Tôi đề nghị ác tăng Thích Nhật Từ, ông phải dẫn chứng ra là Thiền Am bán bổ Đức Phật. Có bằng ông bán bổ Đức Phật không? Ông bán đứng luôn. Ông đổ sập tượng đài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni luôn. Ông vỗ ngực xưng tên là nhà sư trí tuệ, tiến sĩ. Nhà sư mà đi lên dạy làm tình. Ông xây dựng tượng đài Đức Phật hay là ông đập đổ tượng đài? Hay là ông đá văng tượng? Khi mà ông mở lời, ông giảng về tình dục là ông đập đổ tượng đài Đức Phật đó. Ông là người bán rẻ Đức Phật và giáo lý nhà Phật, chứ không phải là Thiền Am nha, ác tăng Thích Nhật Từ. Thích Minh Thiện thì tố cáo bà Cao Thị Cúc đã lừa đảo, xúc phạm Phật giáo, trục lợi phi pháp. Quý vị thấy không? Công an huyện Đức Hòa tố cáo rằng những người trong Thiền Am đã xúc phạm uy tín của công an huyện Đức Hòa. Bằng chứng, họ cho rằng trong một video clip có lời nói yêu cầu công an trả Diễm My ra đây, mấy anh bắt cóc Diễm My, vậy rồi mấy anh đổ lỗi cho tôi. Và nếu mà cái kết quả là không có đủ cơ sở để mà cáo buộc tội trạng xâm phạm gia cư bất hợp pháp hay các tội trạng trong này, tức là đây là một sự việc bỏ lọt tội phạm trầm trọng vô cùng chứ không phải thường. Thưa quý vị, cả hai cái câu la làng của Thiền Am tôi cho là quá chính xác. Nhưng mà vì công an người ta nắm quyền sinh sát trong tay. Công an Việt Nam mặc dù được gọi là công an nhân dân, nhưng mà quý vị thấy họ có bảo vệ nhân dân không quý vị? Họ sanh sát nhân dân. Trong khi đó giấy mời bà Cao Thị Cúc
là cái người mà bảo lãnh cho Diễm My được tạm trú trong nhà của bà, cùng với Diễm My đi lên công an để mà có việc cần phải trao đổi. Thì Thiền Am, vì đây là hai người phụ nữ đi lên, cho nên Thiền Am người ta mới cử thêm mấy người đàn ông đi theo cùng. Thì lên làm việc xong thì tự nhiên chỉ cho bà Cúc về, còn cái cô Diễm My thì bảo đi ra nhà sau rồi biến mất. Thì người ta yêu cầu phải trả lời là Diễm My đâu rồi, thì phải trả lời chứ, vì các anh đã ký giấy tạm trú cho Diễm My trong nhà bà Cúc, và cha mẹ của Diễm My đã từng đem 50 người đến đập phá Thiền Am để tìm Diễm My, mặc dù lúc đó cô ấy không có trong Thiền Am. Đập phá tan nát, đánh người toát máu mặt ra luôn. Thì người ta phải lo sợ chứ. Nếu như họ đi về không có Diễm My thì ba mẹ Diễm My sẽ lấy cái cớ là con tôi đâu rồi đến giết người ta rồi sao? Thì khi người ta hỏi thì các anh phải trả lời. Các anh muốn đem Diễm My đi đâu, hoặc là giữ lại để trả về cho gia đình, thì các anh phải có văn bản. Làm công an mà không có thực thi đúng luật. Chỉ cái chi tiết này tôi có thể nói rằng, phải chăng các anh đã nhận tiền của ông Thắng, ba của Diễm My, cho nên các anh bày ra cái lý do là mời bà Cúc với Diễm My lên để làm việc, nhưng sau đó là giữ Diễm My lại để trả về cho ba mẹ Diễm My. Chỉ có làm bậy là vì nhận tiền. Còn nếu các anh làm đúng luật, các anh phải có văn bản. Giống như các anh tới Thiền Am bắt người ta lục soát trong nhà, lấy tiền bạc, lấy điện thoại, lấy đủ thứ, không có một cái tờ biên nhận nào hết. Như vậy mà gọi là công an nhân dân à? Công an sát nhân. Các anh công an Đức Hòa, các anh đã bôi tro trét trấu lên mặt của ngành công an Việt Nam. Cho nên tôi hy vọng là với sự phản kháng của nhiều người Việt trên khắp thế giới, cái phiên tòa sắp tới đây xử Thiền Am, thì cái hội đồng xét xử có thẩm phán, có viện kiểm sát, có chánh án sẽ cùng với những luật sư sẽ đưa cái vụ việc này ra ánh sáng để minh oan cho Thiền Am, và phải bắt đúng những cái kẻ mà ám hại Thiền Am, vô cớ làm cho cái cuộc sống bình yên của người ta tan nát. Các anh phải làm như vậy. Cái phiên tòa sắp tới cần phải sửa chữa để mà cứu vớt danh dự cho chính quyền của tỉnh Long An, của huyện Đức Hòa. Chúng tôi hy vọng là như vậy. Và nếu được như vậy, chúng tôi sẽ ca ngợi cái hội đồng xét xử. Câu hỏi thứ 17. Lời nói nào được xem là xúc phạm ông Thích Nhật Từ? Làm việc với công an Long An, ông Lê Tùng Vân nhận rằng ông từng nói với những người sinh sống tại tỉnh thất Bồng Lai rằng Thích Nhật Từ không giữ sĩ diện cho Phật giáo, không xứng đáng đại diện cho Phật giáo. Nó dốt quá. Câu nói của Lê Thanh Hoàng Nguyên trong video được cho là xúc phạm ông Thích Nhật Từ được công an giám định như sau. Giáo hội Phật giáo nói đúng thì sư phụ nghe. Giáo hội Phật giáo nói tầm bậy thì sư phụ ngồi trước mặt cơ quan công an nói cái ông Thích Nhật Từ ngu như bò. Sẵn đây cũng cần nói thêm rằng ông Thích Nhật Từ là người từng tung tin rằng có loạn luân trong Thiền Am, nhưng công an lờ qua lời vu khống và phạm pháp này của ông Thích Nhật Từ. Đó, quý vị thấy không? Công an Long An có công bằng với lại Thiền Am không? Thích Nhật Từ kiện Thiền Am
là xúc phạm. Trong khi đó, chỉ cái câu nói là dốt quá với lại ngu như bò mà kiện người ta và công an bắt ngay người ta liền. Trong khi đó Thích Nhật Từ đi lên giảng bài nói trước hàng ngàn, hàng trăm, hàng ngàn Phật tử, nhưng mà đưa lên YouTube hàng triệu người Việt Nam khắp thế giới nghe, và những người không nói tiếng Việt cũng nghe được, bởi vì Google nó có dịch tiếng Việt, dịch cái tiếng nước bản xứ của họ cho cả thế giới biết là thiền am có loạn luân. Đặt lên bàn cân thì cái tội nào nặng hơn? Quý vị phải biết cái tội loạn luân là nó rất nặng. Nó không phải như là giết người. Giết người thì là giết một người, chết có một người thôi. Còn cái tội loạn luân này nè, nó giết tâm hồn, nó giết trí tuệ của hàng nhiều thế hệ. Mà cụ thể trong trường hợp này là mấy chục con người trong thiền am. Bởi vì ở trên truyền thông vẫn còn nhan nhản đó lời của ông Thích Nhật Từ. Ông ta khẳng định là thiền am có tội loạn luân. Tôi hy vọng rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải xem xét cái ông ác tăng Thích Nhật Từ này, phải loại ông ta ra khỏi Giáo hội Phật giáo. Chứ tại sao lại để ông vị trí phó nữa? Cái này rất là khó hiểu. Phải chăng Thích Nhật Từ là một người của chính quyền đưa vào để mà quản lý Phật giáo chăng? Vì cái cách nói chuyện, cái cách sinh hoạt của ông ta nó có vẻ đời hơn là đạo. Và tại sao ông ta làm những chuyện không phải là đạo mà vô luân với đạo mà vẫn còn tồn tại ở một cái vị trí cao là cấp phó trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam như vậy? Cái này chúng ta có quyền đặt câu hỏi. Và tôi tin rằng nếu như mà thiền am được minh oan thì thiền am sẽ tiếp tục làm đơn kiện những cái người đã từng ám hại mình, trong đó đứng đầu danh sách là Thích Nhật Từ. Vì cái câu nói ông ta kết luận thiền am là có loạn luân. Thưa quý vị, câu hỏi thứ 18, ông Thích Nhật Từ là ai mà có liên quan đến thiền am? Thì giáo sư Nguyễn Văn Tuấn nói, Thích Nhật Từ tên thật là Trần Ngọc Thảo. Ông là một quan chức trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin được phân biệt giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau 1975 và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 1975 mà các thầy tu như Thích Nhất Hạnh, Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ v.v. là thành viên quan trọng. Ông Thích Nhật Từ nổi tiếng như là một tu sĩ làm lễ cho vaccine Nanocovax, vaccine của Trung Quốc, phải không năm qua? Nanocovax hả em? Phải không? Vaccine của Việt Nam nó làm nhưng mà tào lao. À hả, Nanocovax của Việt Nam. Làm lễ cho sĩ tử Thi Tú Tài và có nhiều phát ngôn hàm ý chống đạo Công giáo. Đó quý vị thấy không? Thích Nhật Từ chống đạo Công giáo thì là gì? Có phải gây chia rẽ cho tôn giáo Việt Nam không? Ôi các anh nói chuyện lớn quá. Ông còn gây ra vài tranh cãi vì một bài giảng liên quan đến tình dục và dùng công cụ kích dục. Ông Thích Nhật Từ có mối quan hệ khá mật thiết với ông Võ Văn Thắng, cha của Diễm My, và những kẻ mà ông hay tự xưng là YouTuber chính nghĩa. Quý vị có thấy không? Họ mắc xích với nhau để ám hại thiền am. Những YouTuber chính nghĩa này, YouTuber chính nghĩa trong ngoặc kép nha quý vị, rất tích cực tung ra những tin bịa đặt và giả tạo nhằm bôi nhọ thiền am và những người trong thiền am. Ông từng huy động Phật tử gửi đơn tố cáo chống thiền am.
Trước đây năm 2017, ông Thích Nhật Từ cho rằng thực tế thì Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên không phải là người giả mạo tăng sĩ để lừa đảo bất kỳ ai như một số báo chí đã cáo buộc, rằng họ là những người cư sĩ tại gia sống trong tịnh thất, được thầy của họ là người xuất gia cạo đầu cho mặc áo nâu sòng từ nhỏ, và rằng cụ Thích Tâm Đức nay đã 86 tuổi, từng là tỉnh hội trưởng Bửu Sơn Kỳ Hương, xây dựng khu Bồng Lai Viên, là vị cha tinh thần nuôi nấng hai vị này là Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên, cũng như là 24 thành viên khác, nhỏ nhất là 3 tuổi cho đến U30, đều cạo đầu mặc áo nâu sòng. Thật ra, cụ Thích Tâm Đức chưa bao giờ tự xưng mình là hòa thượng và chưa nói mình là trụ trì chùa Bồng Lai. Đó là những mỹ từ mà Thích Nhật Từ đã từng dành cho Thiền Am. Nhưng năm 2021, Thích Nhật Từ nói với tờ báo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị rằng như vậy là giả mạo Phật giáo. Ông Lê Tùng Vân và các con cháu tại đây chưa được thọ giới, nhưng lại tự nhận đây là chùa, là thầy và các sư cô, là hành vi có dấu hiệu lừa đảo. Và vừa vi phạm giáo lý nhà Phật, vừa vi phạm luật pháp Việt Nam. Họ không theo giáo hội nào, không tuân thủ theo giới luật, nhưng lại nhận mình là tăng ni để phục vụ mục đích riêng. Đó là điều không thể chấp nhận được. Thưa quý vị, từ năm 2017, toàn là những lời mỹ từ. Đến năm 2021, thì Thích Nhật Từ tố cáo Thiền Am với những cái từ đầy ác ý và triệt tiêu họ như vậy, thưa quý vị. Và như lúc nãy tôi có nói, cái điều này chúng ta hoàn toàn có thể cảm được lý do tại sao. Vì rằng Thích Nhật Từ muốn Thiền Am phải dưới quyền của Thích Nhật Từ. Ông ta muốn dùng Thiền Am như là một phương tiện, một công cụ để ông có thể đẩy thêm cái thanh danh của Thích Nhật Từ ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà ông Lê Tùng Vân không bao giờ chấp nhận cái điều đó, bởi vì với cái số tuổi 90 của mình, ông Lê Tùng Vân đã có một cái quá trình tu học theo triết lý Phật giáo, có thể nói là bậc thầy của Thích Nhật Từ. Cho nên, ông đã hiểu hết cái đường đi nước bước, những cái suy nghĩ của Thích Nhật Từ muốn sử dụng Thiền Am, muốn lái Thiền Am như thế nào, thì làm sao ông Lê Tùng Vân chấp nhận được. Và tôi tin là ông Lê Tùng Vân cũng cảm nhận được cái Phật giáo Việt Nam nó như thế nào. Cho nên, ông ta chỉ chọn con đường tu tại gia và dìu dắt những đứa trẻ mồ côi đi theo con đường lành tu tại gia của mình. Câu hỏi thứ 19, Diễm My là ai? Võ Thị Diễm My là con của ông Võ Văn Thắng và bà Đoàn Thị Tuyết Mai. Diễm My là bạn của Lê Thanh Huyền Trân, một người trong gia đình Thiền Am do cụ Lê Tùng Vân nuôi dưỡng và từng chiếm giải quán quân về ca hát. Tháng 9 năm 2019, Diễm My ghé thăm Thiền Am và muốn tu hành. Tuy nhiên, Diễm My quy y xuống tóc ở một chùa khác. Ngày 13 tháng 10 năm 2019, ông Thắng và bà Mai dẫn đầu một nhóm 50 tên côn đồ đến Thiền Am tìm con gái. Những kẻ này đập phá tài sản của tịnh thất của Thiền Am và hành hung gây thương tích 13% cho Lê Thanh Nhị Nguyên. Ngày 24 tháng 10 năm 2019 và 26 tháng 10 năm 2019, có thêm một nhóm khác từ Sài Gòn xuống tịnh thất tìm Diễm My và cũng đập phá hành hung người của tịnh thất. Lần này họ ăn trộm 305 triệu đồng của tịnh thất.
ngày 12 tháng 12 năm 2019, công an mời bà Cao Thị Cúc, Diễm My và vợ chồng ông Võ Văn Thắng lên làm việc. Nhân dịp này, Diễm My đã bị bắt cóc, đưa lên xe cứu thương và giao cho ông Thắng bà Mai. Đó chính là lời nói của Diễm My tố cáo trên YouTube. Và câu hỏi cuối cùng thứ 20. Luật sư của Thiền Am nói gì về thân chủ và điều luật 331? Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, luật sư Đặng Đình Mạnh, trưởng nhóm luật sư bào chữa cho Thiền Am nhận xét như sau. Quá trình tham gia vụ án, chúng tôi đã phát hiện và khiếu nại rất nhiều vấn đề có liên quan đến các vi phạm thủ tục tố tụng của các cơ quan có liên quan trong vụ án. Nhiều vấn đề khiếu nại chưa được giải quyết, mà cơ quan tiến hành tố tụng vẫn ban hành các kết luận điều tra và cáo trạng là chưa thỏa đáng. Chúng tôi chưa khẳng định vụ án oan sai hay không, truy tố nặng hay nhẹ. Tuy nhiên, với quá nhiều thủ tục tố tụng không được bảo đảm trong quá trình lập hồ sơ điều tra, truy tố, thì chúng tôi tin rằng khả năng gây oan sai cho những người bị truy tố là rất lớn. Nhìn chung, đối với vụ án này, để dễ hình dung, tôi mượn lời của một thân chủ hỏi tôi trong quá trình làm việc. Tôi chỉ nói có 4 từ bỏ lọt tội phạm, không có chủ ngữ, không có địa chỉ, mà bị kết luận là vi phạm điều luật 331. Bộ luật hình sự ở khoản 2 có mức hình phạt từ 2 đến 7 năm tù là sao? Quý vị, cái câu hỏi này của Hoàng Nguyên hay là Nhất Nguyên hay là Trùng Dương đối với luật sư, quý vị thấy chua chát và cay đắng không? Quý vị có thấy sự bất công cho những người thấp cổ bé miệng, cho những người nghèo, có thể nói là những người mà có tài chính cấp thấp nhất ở trong xã hội. Thưa quý vị, đau đớn không? Một xã hội như vậy có thấy thương dân mình không? Bị ám hại đủ điều, từ những người dân bên ngoài, những YouTuber, sư sãi và ngay cả một số công an cũng bắt tay với những cái người xấu xa trong xã hội để ám hại Thiền Am như vậy. Chỉ vì đồng tiền sai khiến thôi quý vị. Thật là đau lòng. Cái xã hội Việt Nam của chúng ta thỉnh thoảng là quý vị thấy những cán bộ viên chức nhà nước bị bắt, và mới đây nhất là chủ tịch của thủ đô Hà Nội và bộ trưởng Bộ Y tế mà cũng bị bắt. Và có thể nói rằng một cái xã hội mà đồng tiền nó sai khiến tất cả, nó điều khiển xã hội, nó leo lái mọi đường đi nước bước, và nó leo lái luôn cả luật pháp, thì quý vị thấy người dân làm sao mà sống được, nhất là những người nghèo, những người thấp cổ bé miệng. Thưa quý vị, thấy thương đồng bào mình không? Mà điển hình là những thân phận ở trong Thiền Am, những con người mà người ta không có xe xua với xã hội bên ngoài, họ mặc áo nâu sòng, họ cạo trọc đầu, họ ăn đậu hũ, đậu chiên, có nghĩa là họ giản dị đến tận cùng của sự giản dị. Họ nói những ngôn ngữ hiền lành.
Như vậy mà họ vẫn chưa được yên thân. Họ chỉ có một niềm đam mê duy nhất. Mà niềm đam mê này chỉ làm cho đất nước đẹp hơn, lòng người thanh thản hơn, cuộc sống yên bình hơn. Đó là âm nhạc. Họ sống giản đơn và lấy âm nhạc làm sự giàu có cho tâm hồn mà không được buông tha, thưa quý vị. Thấy thương đồng bào mình, thương đất nước mình. Như một câu hát: đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu. Nó giống như là cái câu hát này, nó giống như là cái sự nghiệt ngã của số phận đất nước vậy. Cái đất nước này, cái tiếng đàn bầu nó ai oán nỉ non mỗi ngày, mỗi thời mỗi khắc. Bởi vì những điều xảy ra cho đồng bào mình và cái đau đớn này nó còn thể hiện khi mà có địch họa. Cái dịch COVID-19 nó như vậy mà những người quan chức họ vẫn làm giàu trên thân xác của đồng bào mình, của những người đau ốm đến tận cùng. Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu. Quý vị, thưa quý vị, cái câu chuyện, những câu chuyện đời hôm nay Nhật Linh dành để nói về 20 câu hỏi và trả lời của giáo sư y khoa Nguyễn Văn Tuấn, một người Úc gốc Việt, là viện sĩ Viện Hàn Lâm Y học của nước Úc. Một con người rất có tâm huyết với Việt Nam, một lòng muốn cho nền khoa học, y học của nước nhà phát triển để chăm lo sức khỏe cho người dân Việt Nam. Và đứng trước cái nỗi oan khiên của Thiền Am, ông phải mất nhiều thời giờ để tìm hiểu và đưa lên 20 câu hỏi và trả lời này để cho chúng ta dễ nắm bắt cái sự oan khiên của Thiền Am được dẫn dắt bắt đầu từ đâu. Và hôm nay đây Nhật Linh nói lên để mong muốn rằng giá như mỗi chúng ta trong cuộc sống này đều mạnh dạn đưa lên một lời bình luận ở trên truyền thông, ở trên online và phân tích để cho mọi người mở cái tầm nhìn ra, để khai sáng tâm can mình, để chấm dứt cái sự tội ác. Và giá như Nhật Linh hy vọng là những người mà tham gia trong cái vụ xét xử Thiền Am sắp tới đây có thể đọc được hay là nghe được 20 câu hỏi và trả lời của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, để họ thấy chạm đến cái trái tim của mình, để họ sẽ xử cái phiên tòa này bằng luật pháp một cách trong sáng nhất, chứ không có xử theo cái cách nghiêng ngả vì một lý do gì đó. Và chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho Thiền Am sớm được minh oan, để Thiền Am trở về những ngày an yên, hạnh phúc trong đời sống đạm bạc của Thiền Am. Thưa quý vị, chương trình hôm nay Nhật Linh cảm thấy buồn buồn, thương thương cho đồng bào mình, cho đất nước mình quá. Cho nên Nhật Linh sẽ hát cho quý vị nghe bài hát Quê hương tuổi thơ tôi, sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy. Trước khi hát bài này, Nhật Linh xin nói vài lời
là Nhật Linh muốn hát trong mỗi chương trình của Nhật Linh nói chỉ với một cái ý nghĩa là muốn làm cho cái câu chuyện nó thẩm sâu hơn, nó nhẹ nhàng hơn và làm cho quý vị cảm nhận nó một cách đời thường nhất. Chứ Nhật Linh không có ý định là khoe là mình hát hay, cho nên xin mọi người đừng có chê cũng như là nhận xét một cách tức là đừng có nhận xét về giọng hát thế này thế nọ, vì Nhật Linh không có ý định phô diễn trong chương trình này, mà chỉ là những bài hát nhằm làm cho cái bài nói chuyện nó thẩm sâu hơn thôi. Xin mời quý vị cùng nghe Quê Hương Tuổi Thơ Tôi của nhạc sĩ Từ Huy. Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao.
trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ bắt cá giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện cô mẹ kể năm nào. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu câu chuyện, những câu chuyện đời hôm nay xin được khép lại ở đây. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Anh Nam Quang và Nhật Linh gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại vào chương trình tới. Đêm nào cùng anh trên phố đông. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý đồng hương, quý thân hữu gần xa chương trình, giới thiệu tác giả và tác phẩm. Chương trình này sẽ ra mắt tiểu thuyết Đầu Tay Giọt Sầu Mùa Thu và nhiều nhạc phẩm đa dạng hoàn toàn mới mẻ của tác giả, lần đầu tiên xuất hiện trên nền âm nhạc Việt Nam cũng giống như tại hải ngoại. Tất cả được thể hiện qua những giọng hát để được quý vị yêu mến bấy lâu nay: Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Mai Thanh Sơn, Nhật Lâm, Việt Khang, Bảo Vi, Ngọc Anh Vi, ban nhạc Lung Tung Sèn. Chương trình sẽ được long trọng diễn ra một đêm duy nhất thứ bảy ngày 2/7/2022 trong hí viện sang trọng Rose Center tọa lạc tại 14140 All American Way, Westminster, California 92683, đối diện với City Hall và nằm bên cạnh công viên tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Vé hiện đang có bán tại V Health and Beauty, địa chỉ 9517 Bosa Avenue, Suite A, Westminster, California. Số điện thoại 714-718-9688, 714-316-9900, 714-718-9688, 714-316-9900. Ngày 2/7/2022, chúng tôi sẽ mở cửa đón khách lúc 5 giờ chiều, chụp hình lưu niệm, tâm tình với tác giả và các ca sĩ trong không gian rộng rãi ngay tại đại sảnh của Hí viện Rose Center. Chúng tôi, Đặng Minh Ti, Mã Tiểu Linh, Dương Quốc Quy đồng tổ chức, trân trọng kính mời.